Lưu lưu lại đây 5 mà xe tải lại. Dạ, tôi kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ thì hôm nay đó là buổi sáng, sáng sớm. Hiện tại thì Tiết đang ở cái đường Bao Đê Giữa thuộc về cồn Bò Hà, xã Bình Thạnh, Châu Thành, An Giang nha quý bà cô chú. Bữa nay là ngày 25 tháng 9 tây. Dạ thì hôm nay đó thì Tiết vô tình Tiết đi ngang thì cũng biết được cái đoạn đường này đang làm nè quý bà cô chú. Và Tiết xin nói rõ là cái đoạn đường này đó là của bà con mình, chứ không phải là bên nhà nước. Dạ cái này là cái đường, cái dạng như mà bà con mình đi đồng đi rẫy rồi đó, là nguyên cái đoạn đường này là mỗi một bà con mình đó thì bỏ ra một vài mét đất đầu bờ đó, là mình làm cái đường đi. Hồi xưa chỗ này đó là cái đường nó nhỏ lắm, rồi sau này bà con mình hùng tiền với nhau rồi mới đổ được đa này bự bự ra như gì. Rồi còn bên đây thì ngay chỗ này là cái cua nè quý bà cô chú, thì đất này đó là của chú Út Thẩm. Chú Út Thẩm sẽ cho thêm vài mét nữa để mình nông cái cua này ra cho nó rộng á. Thì hồi trước tới giờ đó thì cái cua này là xe qua mặt đó, nó rất là nguy hiểm luôn, là do là nó khuất cái tầm nhìn đó. Còn thêm xe tải cái nữa mà mỗi một lần mà xuống dốc hay là lên dốc gì đó, nó cũng nhiều khi bị trượt bánh đó. Thì cái đoạn này thì đa số đó là bên xe lấy thuốc nam với xe mà bà con mình chở nông sản ra bến đò lẫn di chuyển qua lộ quý mà cô chú. Dạ thì cũng ở ngoài này thì bây giờ là nhà cửa cũng khá là nhiều, hồi xưa thì nó vắng, bây giờ là cũng nhiều. Thì học sinh rồi cũng đi trên cái đoạn đường này để đi học luôn. Thì đây cái cua nó nằm ở đây, thì qua mặt cũng như là qua mặt á, nó cũng hơi nguy hiểm á. Rồi chú Út Thẩm thấy vậy, rồi chú Út Thẩm mấy báo bên chú Bảy Dứt á, bên ban trị sự xã Bình Thạnh, thì chung tay với nhau mấy anh em đội xúm lại để mà mình nông cái cua này ra cho nó bự, khi mình qua mặt á thì mình thấy được cái tầm nhìn đó, nó an toàn hơn. Rồi chú Bảy dự định đó là mình gào cái lưới B40 đó cho nó an toàn, tại ở trên cái bậc thềm bên đây thì mấy chú bên ban trị sự đang đổ cát xuống. Đây là xe từ thiện. Dạ đây là cái cua nè quý bà cô chú. Như hồi nãy Tiết cũng có quay một đoạn ngắn mà xe tải để mình lùi xuống đó, mình lùi xuống cái dốc này nè. Chứ ở đây nó cũng không có chỗ quay đầu xe, nó nguyên cái đoạn này dài xuống dưới thì nó rất là nhỏ hẹp luôn, nó không có chỗ quay đầu xe nữa. Đây cái cua đây, mình nếu như mà ở trên này chào chú Bảy, chào mấy chú. Chào. Dạ đây trên đây xuống dốc đồ nó. Người lớn chạy thì còn có ý để ý, còn nhiều khi học sinh mà chạy mà sơ ý xuống dốc cái là nó máng liền. Dạ chào chú Bảy. Đây là chú Út Thẩm hả, là chủ đất hả? Dạ con chào chú. Dạ dạ. Rồi nhà của chú ở đây hay gì? Dạ hay cũng đây, ở đây luôn. Ở đây luôn hả? Ở đây con bán rau. Bán rau hả? Bán rau ở chợ hả? Ở rau chợ. Dạ rồi chú là cũng như là chú chứng kiến đó là đây. Học sinh rồi với bà con mình đây là học sinh nó đi thường này thường là nhiều. Dạ rồi phải, tôi thấy cái đường quá hẹp đi nên tôi mới cho qua một thước. Vậy là bây giờ mình nông cái đường nông ra, một thước nữa là một thước. Trước khi tôi cho hai thước rồi, đất này của tôi không à. Vậy là nguyên cái đoạn này là của chú hết hả? Tôi trơn hả? Vậy là trước đó là chú cho hai thước trước hai rồi, giờ tôi cho thêm thước nữa là ba thước. Vậy đó, bị thấy chặt hẹp quá ha. Hồi đó bị cái đất này là đất của tư nhân, thấy nó đi tạm đi được, còn bây giờ có xe nó đi nữa là tôi mới cho thêm thì nó rộng rộng ra. Dạ, dạ tốt quá, tốt thì đó là đất hôm. Dạ. Đất là của tôi không à. Dạ. Dạ. Dạ vậy là bây giờ là mình nông ra thêm một mét nữa, nông một mét nữa để cho nó xe qua mặt rồi nó dễ ha, qua cái cua chứ qua mặt cũng được. Dạ rộng rãi.
với cái cua nhiều khi mà xe mà nó đối đầu với nhau đó rồi né không được luôn hả? Né không được. Dạ. Chứ với chả nó chặt hẹp cái cua đi qua, xe lớn đi qua không được nữa. Dạ. Là chú Út là cái đoạn đường này đó là xe gì là đi nhiều chú Út? Xe rẫy á, làm rẫy á, chở hàng hóa với thu Nam. Vậy hả? Thu Nam đi với củ cải mấy ông nhà cũng nông dân ta cho đó. Nhỏ đi ra đây cũng đi đường này. Đi này không à? Đi đường này không à. Dạ dạ, vậy là chỉ có một cái lối đi này duy nhất. Có lối đi nhất là đi đường này không? Dạ. Vậy đó. Là nhiều khi bà con mình bán củ cải không được rồi cái cho bên đội từ thiện. Họ dùng xe tải ra chở. Chạy ra chở. Dạ. Rồi nguyên cái khu này là có chỗ quay đầu xe không ha chú? Dạ, tốt với kia ông này ông cho dưới kia rồi. Đổ dưới đó. Dưới đó người ta cho nhưng mà khó khăn nữa mình bây giờ còn kiếm đổ cái mới rồi xây lên cái nữa còn xe tải nữa chứ đi xuống còn lái xe cái loại. Đi xuống dưới có cái đường đổ, nó có đường quay ở dưới đường quay xe tải lại cũng như không có chỗ quay đầu xe ha. Vậy là chú có xin một cái đoạn đường ở dưới để mà nông ra mình quay đầu xe ha. Còn cái này là mình chỉ làm cái cua để qua mặt thôi ha. Mặt với cái xe tải xuống chặn ai đường này nó xuống là muốn khóc luôn, chú sợ nó ụt lót không. Dạ, với cái dốc này nó cũng hơi cao nè quý ông bà cô chú. Đây xuống đây bao nhiêu mét hả chú? Không gần độ chừng bị chịu sâu hả? Dạ. Chịu sâu chắc cỡ 2 thước đi, mình tùy hao đó đi. Khoảng 2 thước. 2 thước á. Bên cái đội mình á là bà con mình xúm lại làm hay là mướn hả chú ơi? Từ thiện không, con này từ thiện đó nè. Xích trưởng đó. Cũng như anh em mình chung tay với nhau làm nha. Dạ. Dạ. Người nào rảnh thì mình ra mình phụ. Nó cũng đi làm từ thiện tối ngày đó, ở không đâu. Dạ. Rồi của nó hôm nay là nhiều ít người ta có đường đi là người tao cái tải hơi khó lọc cũng chết luôn. Dạ. Thấy hiện thời cái tải đó mà chạy lên xuống chặn ai nó qua cua qua không được xe đó mà đi còn không được. Hồi nãy chiếc xe chở đầu gãy xém mà xém sụp vào lại cái đó cái đó là đường xe xe gãy không đó. Hồi nãy tiếp quay không kịp cái đoạn của xe này kia chặn ai nè nó mới chạy lên một cái né thấy không xác cái này đó. Cách tôi hỏi danh rồi đúng không? Nó bị chặt cái đó thấy không quay không được á. Quay không được. Quay không được luôn. Không phải quay được đâu. Nó hơi nhỏ. Nhiều chiếc nó bự hơn nữa thì chạy đâu cũng được. Dạ. Mình thấy vậy thôi mình cho bà con tự lên đi. Dạ. Gặp khó không à. Dạ. Chú làm được gì là quá quý rồi chú Út ơi. Dạ. Rồi cái xăng banh này của ai á? Của tôi á, con nhỏ. Con chú hả? Con á. Cho học sinh đá đó hả? Đá. Mà đá rồi cái gì còn phải múc nước đồ ba cái nước cho nó uống nữa. Ủa mình đá miễn phí hả? Nít đá miễn phí. Nó mua nước đó uống. Vậy đó hả? Khi có tiền rồi cho. Than ổng cái gì. Ở Bình Dương quá đó, ai đi ra ngoài không có ngày nào chịu cho mua cho chiếc xe đạp. Rồi không có tiền thì cho mượn mà có việc mà có lương thì trả lại cho. Tôi cái khổ quá, tôi đi từ đây tôi ra Bình Dương 4 ngày mới tới đó. Bung xe đạp á, bung ra 4 ngày mới tới. Không phải làm. Làm cái gì? Đi mua bán với chạy xe đạp sửa bơm ra hồi quẹt hồi đó đó. Chú bơm ga dạo hả? Bơm ga dạo đi ra ngoài ở đi ra ngoài ở ngoài ra Bình Dương ở không có tiền mà đi ra ngoài mà đi xe đò nữa. Cũng như hồi xưa là chú khổ quá khổ rồi bây giờ chú đã ổn định rồi bây giờ chú giúp lại những cái người khổ vậy. Dạ con hiểu rồi. Vậy là từ một cái chú mà bơm ga dạo chạy xe đạp á quý bà chú học quẹt á chú hơi cô chú học quẹt mà mình bơm ga vô để mình xài nước lửa 300 cái đó 500 ống đó 500 đồng một ống. Một ống 500 đó 300. Dạ. Đi tới đâu ngủ đó chứ không phải là nó đi ra ngoài cũng lâu hả? 22 năm. Không có ý nó đi ra tới Bình Dương bao nhiêu ngày? 4 ngày. Đạp xe đạp ra tới ngoài 4 ngày. 4 ngày. Rồi ở ngoài đó giờ chú sống ngoài đó là 22 năm. 22 năm. 23 năm luôn. 22 năm. Bây giờ hồi trước á là tôi đi ra tới ngoài là sống rồi mình thấy cũng ổn định thì từ sống rồi ở ngoài nè ngay tôi cũng lâu cũng từ thiện vậy cũng đi kiếm thuốc nam được không phải vậy chứ không phải mua bán không cũng đi theo từ thiện người ta cắt thuốc nam đi không ra này chạy lên núi đó
Dạ. Rồi cũng cắt hướng nam. Dạ. Dạ. Yeah. Rồi cái chi phí mình đó là bà con mình quyên góp đồ đủ không chú bảy? Mới được có 1.3 triệu. Cho con mượn hết rồi. Cái nhà tôi là ngay chân đây đầu đất là dòm vô đó. Dạ dạ. Dạ. Nhà đó đó. Dạ. Mới được có 1.3 triệu cháu ơi. Dạ. Chú cô hứa cho 1 triệu. Chứ nhỏ cháu tôi cho 300. Tôi cũng nhắm mắt cũng liều mạng cũng đồng thí gõ gì tôi. Nhờ cháu lên nhờ mạnh thì cũng giúp đỡ giùm chứ bây giờ cái mình thấy cái này mình trăn trở. Mình khó khăn cả vấn đề xe cộ đi qua tầng ai luôn. Là hiện tại đó là anh cu cho được 1 triệu. Ừ. Rồi với cháu của chú bảy cho được 300. 300 tôi mới nhận 300. Còn 1 triệu thì kêu đưa tôi lấy tôi nói thôi để ra từ từ tôi lấy. Chứ bây giờ có 1 triệu. Rồi dạ. Tôi ghi cái sổ lên. Để dạ. Rồi bây giờ cái phí mình làm á là qua tới đâu rồi chú bảy? Đó, tới từ cái cua này xuống tới đâu? Tới chiếc xe đó đó. Tới xe Honda đó đó hả? Ừ. Rồi cái vách bên đây mình đây mình làm luôn, đổ luôn. Dọn cỏ đổ luôn. Chỗ này á là mỗi lần mình làm mình chừa ra đó hả? Ờ giờ đổ luôn. Vậy là cái mí mới đây hả? Tới đây. Mình đổ lên tới đây luôn. Vậy là mình đổ sát vô cái vách này luôn. Đổ luôn cho đừng không cho cỏ lên luôn. Dạ. Vậy là đụng cây cột này luôn rồi. Đổ luôn cả mồ, không có sao. Vậy là 20 mét đó. Yêu cầu mình đổ dạ, cho sạch cỏ luôn. Mà dạ. Nếu trường hợp là sau khi là tôi kêu chủ nhà nhổ mày luôn. Vì của tôi Phạm Duy này tôi nhổ cho nó trống chảy. Nó cọ, không cọ. Dạ. Đổ luôn, đừng mình đổ sát với dạ. Rồi thành thử ra bây giờ mình thấy là cái thịt xẻ. Vậy là nông ra là bên đây là 1 mét. Ở bên đây chắc cũng khoảng 5 tấc không ta? Không, có 5 tấc, 5 tấc, 5 tấc à. 5 tấc à. Xe năm rồi xe xuống kìa, nhấp xuống rồi. Xe bắt à, lâu lâu còn thước. Xe lên đây nữa nè, cho tiếp. Rồi dưới trên đây nữa ha. Cái này cho nó nói ra rộng nè. Cái này năng ra luôn ha. Năng ra dạ. Luôn. Cho nó đàng hoàng tử tế lại. Dạ. Làm gì làm cho chắc chắn mới được. Dạ, là cũng như mình đổ hồi nãy rồi xong hết trơn rồi. Hồi nãy nghe chú bảy nói là mình tính là gào cái lưới B40 lưới này luôn. B40 luôn. À, mình làm cái hàng gào cho nó an toàn. An toàn để thôi, học sinh đi học giả là những người ta chạy lỡ thắng không đập thắng không ăn đó. Đi suốt luôn có chết liền. Dạ. Mình làm thì phải làm cho nó chọn nữa, thôi nó lấy ra làm chết đó. Dạ đúng rồi, con thấy là gỗ cái cua này nó cũng hơi cao cao nè, mình làm có cái hàng gào nó an toàn hơn. Đây là đó hả? Gào đây đó thôi, không có nhiều. Dạ tới cây đu đủ đó ha. À đó là đủ dạ. Được rồi, không có thước. Dạ. Mình sợ cái chỗ này nó cao nè, đưa xuống cái là rồi. Dạ. Rồi chi phí mình tính là khoảng bao nhiêu hả chú bảy? Có 20 triệu. Hết luôn là khoảng 20 ha. Dạ, 20 triệu mà xin nó mới có được 1.3 triệu. Vậy là mới được có 1.3 triệu. Vậy là còn thiếu tới 18.7 nữa. Ừ. 18.700. Còn cái ở dưới mình chưa nói tới nha, cái nào mình nói trước. Ở dưới đó là cái chỗ quay đầu xe ha. Ừ. Dạ. Làm cái này trước đi rồi tới cái kia sau. Dạ, thì trước mắt thì mình làm cái này trước đi, cái này nó cần thiết nè. Ừ, đúng rồi. Dạ. Mỗi lần mà lấy thuốc nam đi xuống dưới nha. Chẳng ai phải bụng. Quay đầu không được. Có dỗ đồ quay. Dạ. Kệ học sinh, kệ năm mai học sinh đi về nhóc chân. Học sinh đó. Nó đi xuống dưới đó, rồi nó về dưới. Rồi khi nó ghé đây đá bạch. Dạ, yeah. Thịnh đó kìa. Sinh này đi đường này cũng nhiều quá ha. Bạn cũng đi dữ lắm. Dạ. Nhà đó dưới đuôi mà. Dạ. Thứ hai nữa, nó ghé đây nè, mình sợ đi chết luôn, cái nó chết luôn. Dạ. Thôi tốt hơn, mình làm này rồi rộng, cái làm nếu dạ. Mình lên tới cao thôi. Có thằng nhiều. Lên chừng 1.2 m được rồi. Ừ. Lứa của mình thường chắc 1 m, 1.2 m à. Mét 2 cũng được nữa. Dạ. Làm cho nó êm đẹp. Dạ. Vậy đi anh chú bảy, rồi con đăng dạ. Cái clip này lên này, có mạnh thường quân nào hỗ trợ thêm đó dạ. Thì con cho chú bảy hay để mình tiếp tục làm cho nó hoàn thành luôn. Dạ, rất mong nhà mạnh thường quân hỗ trợ dùm cho dạ. Anh chúng tôi có cái công tác từ thiện cho nó hoàn hảo. Dạ. Chứ bà con đây hoàn cảnh cũng khó khăn lắm. Dạ, như nãy giờ đó thì Tiến cũng quay cái quy trình mà bà con mình xúm lại làm cái cua này cho nó an toàn đó quý bà cô chú. Dạ, thì Tiến cũng rất mong đó là có mạnh thường quân nào giúp đỡ để cho mà bên đội của chú Bảy
được hoàn thành cái cua này luôn thì hãy liên hệ với Tiết nha. Và số điện thoại của Tiết là 098 887 8081. Và Tiết chân thành cảm ơn quý bà cô chú anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem cái video của Tiết. Và Tiết chân thành cảm ơn và chúc quý bà cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới có nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Và Tiết xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau. Bye bye chú ơi.